Mới đây, lực lượng quản lý thị trường vừa kiểm tra và tạm giữ hơn 4 tấn hàng, gồm quần áo, đồ gia dụng, đồ chơi trẻ em, không hóa đơn chứng từ tại kho hàng của Vietnam Airlines ở Tân Sơn Nhất. Trong 2 ngày 15 và ngày 16 tháng 6, đội quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã khám phương tiện vận tải, đồ vật tại kho Hàn Quốc nội Vietnam Airlines, chi nhánh khu vực miền Nam, 49 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ các kiện hàng thuộc vận đơn 738 452 61742 trên chuyến bay VN1820. Đội quản lý thị trường số 3 lập biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật với ông D, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ vận tải Y, kiểm tra hàng hóa thực tế thuộc vận đơn trên chuyến bay VN1820 là 168 kiện hàng hóa, hơn 4 tấn hàng gồm quần áo, đồ gia dụng, đồ chơi trẻ em. Theo Cục Quản lý Thị trường, do điều kiện tại kho Hàn Quốc nội Vietnam Airlines không thuận lợi để kiểm đếm hàng hóa thực tế, đồng thời ông Dê chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ nên Cục Quản lý Thị trường đã tạm giữ, niêm phong toàn bộ hàng hóa chuyển về kho tang vật để kiểm đếm mặt hàng, chủng loại số lượng. Hiện tại, lực lượng quản lý thị trường đã ban hành quyết định tạm giữ, niêm phong toàn bộ số hàng trên, đồng thời đề nghị thông báo cho chủ lô hàng đến cơ quan chức năng làm việc theo quy định của pháp luật.